Chào bà Nhật, một điện xin chào các bác. Em lên sóng chiếc máy rửa bát ngon vỏ rẻ phục vụ các bác. Một con Tiêu Nam đời số 11 nhé. Con này có tên là P60SV7. Mẫu này thì nó tên nó như vậy, nó tương đương với em 60SF5 các bác ạ. Đấy. 60SV7 và 60SF5 giống nhau nhé. Một con máy hình thức còn khá ok đẹp này. Giá cả thì rất là hợp lý. Mùa hè bán máy rửa bát nó chậm hơn mùa đông, cho nên là bán cho các bác giá gần như chả có lãi suất gì mấy. Một con SV7 này em bán 2,6 triệu nhé. Bình thường vào những cái mùa đông con này 2,9-3 triệu, để đi mấy trăm được đỡ cho các bác được cục nguồn đấy ạ. Có 2,6 triệu một chiếc máy rửa bát Nhật thôi, bác không phải lăn tăn suy nghĩ gì nha. Còn máy kính rất là trong đẹp, nhìn được bên trong này, bảng điều khiển có đếm ngược thời gian rửa này, thời gian sấy này, có chế độ chặn bát giữ khô, bát đũa suốt cả ngày luôn này. Các chế độ rửa tiêu chuẩn, rửa mạnh, rửa 2-3 người, sấy riêng biệt đầy đủ hết nhé. Nói chung là một con máy hoàn hảo. Nationa siêu bền, toàn bộ thân vỏ inox hết. Dùng 10-20 năm nữa cũng không phải nghĩ. Linh kiện sẵn phục vụ các bác nha, đồ gì cũng có. Chả thiếu cái gì cả. Đấy, răng chỉ ok ngon lành nhé. Đây, cái bọn này nhiều khi nó lâu rồi cái răng nó chuyển màu đấy các bác nhé. Thì còn bây giờ các bác mà thích thì các bác về vệ sinh thêm. Còn bộ thân ruột inox hết này, nói chung cũng khá ok so với đời. Tầm tiền hơn 2 triệu thì chắc là chả có lựa chọn nào hơn rồi. Hơn 2 triệu có máy rửa bát đẹp. Em bán 2,6 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn Lima bán hàng công ty, bảo hành 3 năm đấy. Là nguồn Lima bảo hành 3 năm là 450 nhé. Con này bán 2,6 triệu bảo hành 6 tháng. Các bác nào thích bảo hành 3 năm thì thêm 500. Bảo hành 3 năm cho các bác luôn, đỡ phải nghĩ. Các bác mua ở xa đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt nhé. Chào các bác.